với chức vô địch FIFA World Cup 2022. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lionel Messi đã trở thành một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của bóng đá đương đại. Nhìn lại chặng đường đã qua của El Pulga, chúng ta cảm phục ý chí phi thường của một cậu bé mắc căn bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng hiếm gặp, nhưng không vì thế mà từ bỏ đam mê của mình, để giờ đây trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại do chính Liên đoàn bóng đá thế giới công nhận. Lionel Messi với sự nỗ lực của bản thân đã vươn lên vượt qua nhiều thử thách khó khăn để bước lên đỉnh vinh quang. Trong những trận đấu quan trọng trong sự nghiệp, M10 đã gặp rất nhiều cầu thủ cũng được mệnh danh là thiên tài, là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Và với sự xuất sắc của mình, El Pulga lần lượt đánh bại từng người một. Để khi nhìn lại, ta càng dễ khẳng định Lionel Messi quả thật là một thiên tài ngàn năm có một của môn thể thao vua. Chúng ta nhớ đến trận bán kết bóng đá Nam Olympic Bắc Kinh 2008, nơi Lionel Messi vượt qua Ronaldinho để rồi sau đó M10 giành luôn tấm huy chương vàng danh giá của Thế vận hội. Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của El Pulga khi anh chiến thắng người đã dìu dắt anh trong bước đi đầu tiên trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chiến thắng người đã nâng tầm chính bản thân mình để rồi bứt phá và trở thành phiên bản Lionel Messi mà chúng ta thấy ngày nay. Người ta thường nói thiên tài luôn luôn nhận ra nhau, và vì thế Ronaldinho đã giúp Messi trong những ngày đầu cầu biên người Argentina thi đấu chuyên nghiệp cho Barcelona. Trước ngày M10 thiết lập đế chế của mình trong nền bóng đá hiện đại, có vẻ như Ronaldinho mới là người dẫn dắt Brazil và cả Nam Mỹ đến với bóng đá của kỷ nguyên mới. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 và 2005, cùng phong cách thi đấu khiến cả thế giới phải ngạc phục. Mọi chuyện sau đó không suôn sẻ với Ronaldinho, anh tụt dốc bởi hậu quả của cuộc sống ngoài sân cỏ và Barca trắng tay mùa giải 2007-2008. Như một phần của cuộc cách mạng, huấn luyện viên Ricardo phải rời đi dù đã góp công xây dựng lại Barca trong nhiều năm trời. Pep Guardiola được trọng dụng và đưa ra quyết định với tiền vệ người Brazil. Ronaldinho sẽ ra đi và chủ tịch Barca nhanh chóng thỏa thuận xong thương vụ chuyển nhượng này với câu lạc bộ AC Milan. Chiếc áo số 10 là của cậu, chủ tịch Barca tới và nói với Messi sau khi đội bóng chia tay Ronaldinho. Từ đó Messi biết rằng một chương mới trong sự nghiệp sẽ bắt đầu. Ban lãnh đạo và huấn luyện viên Pep Guardiola đã đưa ra quyết định dũng cảm với việc giao trách nhiệm nặng nề lên đôi vai của chàng trai trẻ. Và quyết định của huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho đến lúc này là một quyết định mang tính lịch sử đối với bóng đá thế giới. Trước trận bán kết, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc chạm trán đỉnh cao giữa hai số 10 cũ và mới của câu lạc bộ lừng danh Barcelona là Ronaldinho và Messi. Tuy nhiên, nếu như Messi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi đầy biến hóa của Argentina ở trận bán kết thì ngược lại, Ronaldinho hoàn toàn mờ nhạt và chỉ tạo được điểm nhấn duy nhất là pha sút phạt trúng cột dọc sau khi Olympic Brazil đã bị dẫn trước đến 2-0 chỉ trong vòng 4 phút. Messi trong trận đấu ngày hôm ấy đã thực sự làm lu mờ đi Ronaldinho. Trong dòng chảy hơn một thập kỷ qua của bóng đá thế giới, mỗi khi chúng ta nhắc đến Lionel Messi thì không thể không nhớ tới đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của M10. Người đã cùng anh tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn bậc nhất lịch sử của làng túc cầu. Cầu thủ mà mỗi khi đem ra so sánh luôn khiến người hâm mộ tranh cãi gay gắt, không ai khác chỉ có thể là Cristiano Ronaldo. Không ai có thể phủ nhận Ronaldo là ông vua của Champions League với 5 lần đứng trên đỉnh châu Âu, thiết lập hàng loạt kỷ lục tại đấu trường danh giá này. Tại đây Messi và Ronaldo đã gặp nhau 6 lần, tính cả lượt đi và lượt về. Mỗi cầu thủ đều thắng 2, hòa 2 và thua 2. Messi ghi 3 bàn, còn với Ronaldo là 2. Nhưng trong những lần đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai cầu thủ này là khi họ còn khoác áo Barcelona, Manchester United và Real Madrid. Vào bán kết Champions League mùa giải 2007-2008, khi Ronaldo và Messi lần đầu gặp nhau tại sân chơi lớn nhất cấp câu lạc bộ, Manchester United của CR7 có phong độ vượt trội hơn hẳn Barca đang ở cuối chu kỳ với huấn luyện viên Frank Ricard. Tuy nhiên, trận lượt đi trên sân Camp Nou chỉ kết thúc với tỷ số hòa không đều. Tới trận lượt về tại Old Trafford, Ronaldo và Messi đều không ghi bàn dù cả hai đều ít nhiều tạo ra những dấu ấn cá nhân. Người quyết định trận cầu năm đó là Paul Scholes với cú ná đại bác tung lưới Victor Valdes sau đường chuyền ngang bất cẩn của hàng hậu vệ Barca. Chung kết Champions League 2008-2009 một năm sau, Ronaldo gặp lại Messi, lần này là ở trận chung kết diễn ra tại Rome. Manchester United của CR7 dù có lực lượng được đánh giá cao hơn Barca bị mất người do thẻ phạt, nhưng đã thua trắng 0-2. CR7 bất lực trước hàng phòng ngự chắp vá của Barca khi không có Carlos Tevez tạo khoảng trống. Còn Messi đã chơi vô cùng ấn tượng và là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Barca với cú đánh đầu hạ gục Edwin van der Sar. Cảnh Messi cởi giày ăn mừng bàn thắng trở thành hình ảnh biểu tượng của giải đấu cho đến ngày nay.
Bán kết Champions League mùa giải 2010-2011 hai năm sau, Ronaldo đối đầu Messi ở trận El Clasico. Lần này, El Pulga tiếp tục thắng thế toàn diện trước CR7 khi lập cú đúp giúp Barca đánh bại Real 2-0 ngay tại Bernabeu. Bàn mở tỷ số của Messi được ghi sau khi anh đi bóng qua cả hàng phòng ngự của Real, là một siêu phẩm để đời của M10. Tới trận lượt về tại Camp Nou, Ronaldo tịt ngòi. Barca hòa Real 1-1 để giành vé vào trận chung kết. Người duy nhất ghi bàn cho Real là Marcelo. Phía Barca, Pedro là người ghi bàn từ đường kiến tạo của Andres Iniesta. Ronaldo nhiều cúp tai voi hơn Messi, điều đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trong những lần gặp nhau trực tiếp, Messi luôn để lại nhiều ấn tượng hơn. Bằng chứng là El Pulga là người đóng góp trực tiếp vào số bàn thắng nhiều hơn so với CR7. Sau khi Ronaldinho rời khỏi Barca, một cầu thủ Brazil khác đã đến và nhận được sự quan tâm đặc biệt của El Pulga như chính cái cách mà Ronaldinho trước đây đã chỉ dẫn anh. Và cầu thủ đó chính là Neymar. Trong bộ phim tài liệu về đời tư của ngôi sao Neymar, anh cho biết khi chuyển từ câu lạc bộ Santos sang Barcelona vào tháng 5 năm 2013, Messi đã nói ngay lần đầu tiên hai bên gặp mặt: "Này anh bạn, đừng có lo lắng gì về tôi ở đây và giúp đỡ cậu. Hãy tiếp tục làm việc thật chăm chỉ." Để rồi sau đó, như chúng ta đã biết, Messi cùng Neymar và Suarez đã tạo thành tam thấu tấn công MSN đang sợ bậc nhất của bóng đá châu Âu lúc bấy giờ. Nhưng sau đó Neymar quyết định rời đi và gia nhập Paris Saint-Germain. Messi và Neymar đã và đang thi đấu cùng nhau trong màu áo của hai câu lạc bộ là Barcelona và Paris Saint-Germain. Cuộc chạm trán được coi là căng thẳng nhất giữa hai siêu sao này là trận chung kết Copa America 2021. Trước trận đấu, Neymar vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Leo. Anh chia sẻ: "Nếu Brazil không vào chung kết, tôi luôn ủng hộ Argentina vì Messi. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Messi là một người bạn thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong một trận chung kết và chúng tôi là đối thủ của nhau. Tôi muốn chiến thắng và anh ấy muốn danh hiệu. Cả hai đều là những thủ lĩnh không thể bàn cãi của Argentina và Brazil. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh này. Với những yếu tố quyết định trận đấu, họ biết cách tạo ra sự khác biệt khiến người hâm mộ phát điên bởi những khoảnh khắc kỳ diệu. Để rồi sự thực dụng trong lối chơi của mình, Argentina đã giành chiến thắng trước Brazil ngay trên thánh địa Maracana và Messi đã có danh hiệu lớn đầu tiên trong màu áo của La Albiceleste. Bóng đá Brazil và Argentina từ trước tới nay vốn không ưa gì nhau, nhưng tình bạn giữa thủ lĩnh của hai đội tuyển này lại vô cùng đặc biệt. Neymar đã bật khóc sau trận đấu cùng những cái ôm và lời động viên từ El Pulga đã khiến anh nhẹ nhõm đi phần nào. Một lần nữa, Messi chiến thắng trước một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Không chỉ nằm ở kết quả trên sân, Messi đã bỏ tình cảm đặc biệt với Neymar qua một bên và giành chiến thắng một cách đầy bản lĩnh. Để rồi trong trận đấu có thể coi là quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của mình, Messi tiếp tục chiến thắng một người đồng đội trong màu áo câu lạc bộ, một cầu thủ trẻ đầy triển vọng để nối tiếp thành tựu mà Messi đã đạt được trong tương lai. Và đó là Kylian Mbappe. El Pulga đã chiến thắng và giành cúp vàng chung cuộc. Nhưng những gì mà Mbappe đã thể hiện trên sân thật sự khiến ta phải dành sự tôn trọng cho tiền đạo này. Messi đã rất xuất sắc với cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm đó, nhưng Mbappe cũng chẳng kém cạnh khi ghi một cú hat-trick níu kéo lại hy vọng dành cho Les Bleus. Nhưng chừng ấy là không đủ để giúp Pháp bảo vệ thành công ngôi vương khi El Pulga cùng các đồng đội mới là những người xuất sắc hơn trên chấm phạt đền. Người Argentina giành cúp, Messi là nhà vô địch, nhưng nhiều người vẫn cho rằng Leo trong trận đấu đó chưa hoàn toàn áp đảo Mbappe và siêu sao người Argentina không tạo ra một chiến thắng thuyết phục. Nhưng trong bóng đá, chiến thắng thật sự không chỉ là những gì hiện trong trận đấu, nó còn đến từ cách ứng xử giữa người với người khi trận chiến kết thúc. Tại Paris Saint-Germain, người ta vẫn thường đồn đoán về việc Mbappe chẳng ưa gì Messi và thái độ lạnh nhạt của cầu thủ này trong trận chung kết phần nào phản ánh sự thật của những lời đồn ấy. Nhưng Messi không quan tâm khi chính anh là người chủ động tiến tới ôm cùng với đó là an ủi đàn em tại câu lạc bộ, bất chấp thái độ lạnh nhạt mà chân sút sinh năm 1998 thể hiện với mình. Trước hành động này, cư dân mạng đã không thể giấu được sự kính trọng cho Lionel Messi. Dưới phần bình luận, những từ gâu, có nghĩa là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, hay kinh, vị vua liên tục được người hâm mộ bình luận gửi tới chủ nhân của danh hiệu 7 quả bóng vàng. Vậy là trên con đường đi tìm vinh quang của mình, Messi đã phải vượt qua rất nhiều ngôi sao bóng đá khác nhau mới đến được ngày hôm nay. Leo đã vượt lên và xuất sắc hơn người dẫn dắt mình là Ronaldinho, đã vượt qua đối thủ cạnh tranh số 1 là Ronaldo, đã chiến thắng người đàn em do chính tay anh chỉ dạy là Neymar và cuối cùng là đánh bại ngôi sao trẻ xuất sắc nhất thời điểm hiện tại, Kylian Mbappe. Người ta vẫn thường gọi Messi với hai chữ thiên tài. Điều đó đúng nhưng có vẻ là vẫn chưa đủ với anh, bởi ở thời điểm này, Lionel Messi thật sự đã trở thành thiên tài của mọi thiên tài.